Vâng, xin chào các bác ạ. Hôm nay em xin phép giới thiệu cho bác chiếc xe lưng Komatsu FD30-11. Hiện nay em đang lưng một xe 1 tấn rưỡi này. Đấy, lưng quanh khoảng 2 tấn 6, 2 tấn 7. Đấy, giới thiệu cho bác chiếc Komatsu này thì nó có lốp kép mới này, bằng hơi, 2 lốp 6 hơi, tháp lưng 4m, gật gù nguyên bản. Xe thì nhập Nhật 100%, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ, chạy số tự động. Hoạt động mới có 1.400 giờ thôi. Tầm tiền thì lăn quanh hơn 200, tầm lăn quanh 240. Đấy là có gật gù nguyên bản như này. Đấy. Em sẽ thao tác một vài thao tác cơ bản cho bác xem. Đấy. Các bác lưng gạch lưng xi mà làm chiếc này thì thực sự là quá là bền. Đấy. Xe quá đẹp luôn. Đấy. Nhập 100%. Thật sự là bế xe này có nhẹ quá. Các bác mà làm vật liệu làm xi thì chỉ cần đến khoảng 2 tấn rưỡi là đẹp rồi. Đấy, nếu mà có cần dòng nào thì cần 3 tấn thì ví dụ làm kho xi to này hoặc là làm gầu xúc cát ấy. Đấy, làm con này thì quá là hợp lý luôn. Quá bền, cam kết các bác là bền vô địch luôn. Thật sự so với cả xe lăng mà hàng Nhật bãi mà ưa chuộng nhất ở Việt Nam thì Komatsu nó vẫn là số 1. Và độ bền của nó cũng là số 1 luôn. Đó. Nó cái thương hiệu nổi tiếng từ ngày xưa đến giờ rồi. Các bác làm máy là các bác dân, bác kiểm chứng chứ không phải là do bọn em nói. Đó. Em đặt máy xuống rồi là chạy ra giới thiệu máy cho các bác chiếc này. Đấy. Số tự động này là chỉ có tiến và lùi thôi. Rất là đơn giản. Phanh rất đàn. Phải hoạt động 1.429 giờ. Đấy, tiền nào của đấy. Máy chiếc này thì gọi là đẹp miễn bàn luôn. Đấy. Máy móc vào. Đấy, cam kết là xe có đầy đủ giấy tờ và thuế. Đấy, hải quan rồi là giấy nhập khẩu. Đấy, bơm này. Vẫn công bình từ bên Nhật về nhé. Xe nguyên bụi Nhật. Nổ rất êm tai. Cam kết là không có lỗi gì cho các bác. Lốp thì đấy, các bác lấy thì em đã lắp sẵn một dàn lốp mới này. Đây là một dàn lốp kép mới 600-15 cho các bác. Đây là lốp kép hơi. Gật gù và tháp lưng 4m. Các bạn nào mà vào trong hàng vào trong nhà mà cần đến tháp 3m thì em hỗ trợ đổi miễn phí cho các bác. Đấy. Dạo quanh một vòng xe này. Quá đẹp luôn. Gầm bệ thì không có mối mọt han gì luôn. Các bạn nghe tiếng kêu trường 11 vẫn rất là thích. Đấy, nghe này, gà này. Rất là ok. Ghế đẹp. Em thao tác một vài thao tác cơ bản cho bác xem nhé. Đấy, gật gù này. Phanh ăn kít kít luôn. Đấy, các bác quan tâm chiếc này thì alo trực tiếp bên em nhé, 0379875765. Đấy, hôm nay được phụ các bác. Hoạt động mới có 1.429 giờ. Kim báo dầu này vẫn hoạt động này. Đấy. Xe sàn bãi rất là nhiều. Các bác cần dòng nào alo trực tiếp bên em. Xe dầu, xe điện nhé, xe xăng. Đấy, xe ga. 0379875765. Địa chỉ kho bãi ở mặt đường quốc lộ 17, phố Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trước khi lấy xe thì em sẽ bảo dưỡng toàn bộ xe cho các bác và viết giấy bảo hành. Bảo hành bảo dưỡng là trên giấy tờ hết. Trên hợp đồng pháp lý là đầy đủ hết các cái loại giấy tờ và vận chuyển miễn phí tận nơi cho các bác. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video.